Chelsea cầu thủ Nguyễn Anh Đức. Nguyễn Anh Đức sinh ngày 14 tháng 10 năm 1985, là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Nguyễn Anh Đức, ngày sinh 14 tháng 10 năm 1985, nơi sinh Sông Bé, Việt Nam, chiều cao 1m84, vị trí tiền đạo. Thông tin về câu lạc bộ: câu lạc bộ hiện nay Becamex Bình Dương, số áo 11. Về thành tích đạt được trong đội tuyển hạng 4 giải ASEAN 2018 cùng với đội tuyển U23, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018 đối với cấp câu lạc bộ Bình Dương, vô địch V-League 2007, 2008, 2014, 2015, vô địch cúp quốc gia 2015, vô địch siêu cúp quốc gia 2007, 2008, 2014, 2015. Đối với giải cá nhân, quả bóng vàng Việt Nam 2015, quả bóng bạc Việt Nam 2017, vua phá lưới Toyota V-League 2017 với 17 bàn thắng, cầu thủ Việt Nam tham dự nhiều kỳ ASEAN nhất 3 lần vào các năm 2006, 2010, 2018, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong các kỳ ASEAN và quả bóng bạc năm 2018. Với anh Đức, không cần phải là ngôi sao lớn để trở thành người hùng của đất nước. 10 năm trước, Công Vinh là người hùng đem về chức vô địch AFF Cup đầu tiên cho Việt Nam. Hôm nay là anh Đức, một người hùng thầm lặng theo đúng nghĩa đen. 10 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích với chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử, anh Đức đang ở đâu? Chắc hẳn ngày ấy, chân sút là một huyền thoại của câu lạc bộ Becamex Bình Dương này đang ngồi trước TV để chứng kiến Công Vinh, Thanh Bình, hai trong số 4 tiền đạo nổi bật cùng lứa 8X của mình, người vẫn còn lại là Văn Quyến, nâng cao chiếc cúp chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sở hữu. Chắc hẳn ngày ấy, tâm trạng của tiền đạo này chẳng thể tránh được phảng phất nỗi buồn. 2 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam gục ngã đau đớn trên sân Mỹ Đình sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trước Indonesia, chắc hẳn với anh Đức, không gì khác ngoài nỗi đau với thất bại thảm thương của đội tuyển mà đáng ra mình sẽ góp mặt, nỗi đau của sự phản bội, nỗi đau của kẻ bị gạt ra không thương tiếc, nỗi đau bởi ngày trở lại đội tuyển thực sự xa vời mà ngày giải nghệ thì đã đến trước mắt. 2 năm trước, trong cái ngày đen tối của bóng đá Việt Nam, bắt đầu cho sự sụp đổ của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng ấy, ở tuổi 31, Công Vinh trong giày trong nước mắt cùng sự tôn vinh xứng đáng dành cho người hùng của AFF Cup 2008 cùng những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. 2 năm sau ngày hôm đấy, ở tuổi 33, lão tướng Anh Đức cầm cụi gánh trên vai gánh nặng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, dìu dắt các đàn em trên con đường chinh phục chức vô địch ngày nào mà Công Vinh đóng vai là người hùng. Và như định mệnh, tiền đạo thầm lặng nhất của bóng đá Việt Nam ghi bàn thắng quyết định đem về chức vô địch lẫy lừng cùng lứa cầu thủ đa phần kém mình đến xấp xỉ 10 tuổi. Bàn thắng ấy đến từ cơ hội duy nhất mà anh Đức có được ở trận đấu này. Pha kiến tạo của Quang Hải thực sự là đường bóng khẳng định đẳng cấp khiến cả châu Á chú ý bởi cầu thủ trẻ này. Những pha bắt vô lây bóng sống bằng chân trái của anh Đức là tổng hòa của nghệ thuật chạy chỗ, chọn vị trí quyết đoán của một tiền đạo đầy kinh nghiệm và bản lĩnh. Với một tiền đạo đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, pha kết thúc ấy của anh Đức thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu đặt trong bối cảnh của trận chung kết hướng về chức vô địch sau 10 năm chờ đợi, với gánh nặng là 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Đức Trinh ở trận chung kết lượt đi, mới thấy anh Đức đẳng cấp tỉnh táo và lạnh lùng đến mức nào. Trận quyết đấu quyết định này, huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói các học trò của mình ra sân với trái tim nóng và cái đầu lạnh, vẫn lăn lộn với đội tuyển ở tuổi 33, bỏ lại sau lưng cái án không khao khát cống hiến mà Công Vinh đã tương ngày nào. Chắc hẳn ít cầu thủ có được trái tim nóng, khát khao cống hiến được như anh Đức. Còn cái đầu lạnh, cứ nhìn pha ghi bàn ấy thì biết chẳng phải lạnh như băng sao. Bàn thắng sớm ấy của anh Đức
chẳng những giúp các đồng đội có được một thế trận như ý, phòng ngự phản công đầy sở trường ngay từ đầu trận, mà còn khơi dậy sức mạnh tinh thần, thứ vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên Mỹ Đình, đối đầu với những con hổ, Malaysia là bác nông dân, Anh Đức quê mùa nhưng đầy trí khôn và kinh nghiệm như trong truyện cổ tích Việt Nam. Sau trận đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển quốc gia Việt Nam của mình, trước khi trao Anh Đức lại cho huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Mai Đức Chung, người gọi tiền đạo người Bình Dương trở lại đội tuyển sau những tháng năm cay đắng, đã nói với cậu học trò lời gian ruột: đây là đội tuyển của đất nước Việt Nam, nếu còn khả năng và nhiệt huyết, hãy cống hiến cho nước nhà. Trong phút chào cờ trước trận đấu, khi quốc cờ Việt Nam cất lên, camera bắt được hình ảnh Anh Đức rưng rưng nước mắt khi trận đấu kết thúc với chức vô địch đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Thêm lần nữa, máy quay cận cảnh vào đôi mắt đẫm lệ của anh. Phút giây chào cờ ấy cũng như phút vỡ òa trong niềm vui, chắc hẳn Anh Đức chẳng thể quên được lời dặn dò của người thầy. Vì ân nhân của mình, anh đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Tổ quốc. Và dẫu chẳng phải là ngôi sao lớn như Công Vinh, Công Phượng hay Quang Hải, nhưng xin hãy gọi anh là người hùng của đất nước. Bởi với ngôi sao thầm lặng nhưng sẵn sàng bùng cháy như Anh Đức, bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy tương lai rạng ngời.